Cơ mà cái dây chuyền để làm cái của khỉ gì thì nó khá là vô dụng. Sao chừng con nối. Nhưng mà không tăng cái của khỉ gì cả đúng không? Ok. Hang đi rồi. Fuck, là mà mày. Bố mới đưa hang rồi. Đưa hang rồi, mình có lợi. What? Chuyện dương. Có gì cả. Để cái quyển sách sách để lấy được cái vai. Lấy vai là dây thừng. Nhảy nhảy như tốc biến đấy. Bên này có gì không? Wee. Úi dồi, tỉnh quá. À. Lít, lít. Con kia nó bị kẹt. Hiếp dâm nó, hiếp dâm nó, fuck nó hiếp dâm mình. Tim. Anh chẳng bao giờ anh đào mấy cái gì kiểu đồng hay là tin cả nhá. Anh cảm giác mấy cái đấy nó khá là phế vật, em mình chẳng cần đào gì. Cái gì đây? Talon là cái gì? Talon là cái quái gì? Nhận được cái Talon, em hiểu Talon là cái gì? What the fuck có gì đây? À còn đâu? Ok, con này bình thường. Nhìn cứ tưởng con gì, what the fuck, phải con kiến sư tử đây. Con Gunai Elementor. Chắc dưới này có cái Gunai ở đó. Mày ôm một con Gunai đây. Thổi thổi kèn thì kiến mới cút được khỏi đây. Fuck. Bên này có kèn nó mất sáng à? Đúng rồi. Tin kìa. Ai 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 chơi nhảy rồi em vẫn đứng như này. Dưới đây có nước không? Có. Ê, là gì đây? What the fuck? Ok. Phải có mình. Bắt. Ba nó. Con này là con Salamander. Cái gì đó, cái gì đó. Cái gì đây? What the fuck? Zenger Sap. Zenger Sap. Vâng. Vâng, Squisher mày đây, what the fuck? Tao mấy cái khó hiểu. My god. Team. Hôm vàng.
Sao lại có con vàng nó nằm chỗ này? Ê. Em ăn cái tim này à, đau quá. Trên này có một cái tim nữa này. Lên. Dương có cái giày. Giày vừa hốt mất rồi. Đây là bioganai mà có nấm à? Đây là bioganai với nấm nó trộn với nhau. Nó bắt sáng nó trộn với nhau. Phút ra. Tim nữa kìa, phát sao lắm tim vậy? Thế bình thường chẳng có tim đâu. Đi đi. Ok, thêm 1 lít. Con Master Slam phải ghét một cái, nó bên nó có cái búp làm mình bị mở mắt, rất là ghét luôn. Đừng chết, đừng chết. Cút ra, có silver ở đây này. Đào tí silver ha. Không sao, Hoàng tỉnh lắm. Hoàng là ai ở đâu? Will, fuck. Không chết. Vừa bảo Hoàng tỉnh lắm xong Hoàng bị ăn đòn luôn. Người ta bảo quả báo đấy nghe mà luôn. Không sai gì nào. Copa. Cái gì vậy? Ô, hàng nhện. Fuck. Bây giờ đừng tự sát vào hàng nhện không chết đấy. What the fuck, nhìn cái điều đỏ kìa. Có gì kìa? Người ghim đưa bát. Rơi vàng à? Nhưng mà trong cái hàng nhện mình sợ quá. Tức nhất là té té vào cái hàng nhện. Còn bên kia chưa đi nhỉ? Phát. Chỉnh lại hot cây vậy đó. Chui cho mở chỗ cửa họ gái thôi, chẳng có cái gì đâu. Không bắt cua được. Khó xong quá. Đây là game gì? Tôi không biết chơi game này. You can do it. Ê, qua đây đầu tiên rồi này. Làm này nữa. Đỉnh mày. Đua tao à? Silver. Lít 18 cục lít. What the fuck, cút đi. Cút đi. Đừng có làm phiền tao. Không phải. Đeo rồi. Ok. À ha, kìa. Ban vòng tay à?
Khiên này, sắt khiên gì đây? Khiên làm từ sắt. Nghe giống vẻ hay. Wiu wiu giáo phi tìm bàn khác phải vào đấy. Ủa dạ, xem sức mạnh của tao đây. Má cái giáo phi vật vãi. Mình mong chờ nhỉ, nó làm từ sắt mà, nó làm từ đá mà. Đồ là bằng đá sao mà. What the fuck? Cái gì đây? Ok. Kèn harmonica. Làm bằng làm từ sắt. Rất củ bựa. Tôi nghĩ là dọn đồ chui ở chỗ này thôi, chỗ này chẳng có gì đâu. Tay nhiều cái đồ vớ vẩn quá. Đây là ban nhạc à? Cái kèn này 8 đam hơn hơn được cái whistle một ít. Nó bắn lên thanh. Ok. Ở đây thôi. Hết phần sự để làm rồi. Phát xào chuỗi thế này. Tiếp tục cái thằng tính bên này. Dưới này có vẻ rộng. Đào thêm cô ba này về làm móc này. Ê, có xe rồi. Có cái này đi khám hiểm dễ hơn. Có platinum à? Không có vàng rồi. Có tim. Dưới kia có tim. Này có gì không? Ok, hết được rồi. Đào cái đống cô ba ra để làm móc này. Cút ra. Xuống làm cái. Fuck. What the fuck. Cút ra con kia. Cút ra. Fuck. Cái mệnh ghét chui thế này quá. Fuck cô lâm. Ớt lần cô lần. Ok. Không hiểu rõ lắm nhưng mà có vẻ nó khá là cool. Khá là cool. Thêm đuốc. Sao mình làm nhiều đuốc vậy? Lại tim nữa kìa, what the fuck sao làm tim này? Bình thường mà chẳng thấy nhiều tim này đâu mà. Thế rồi nha. Lát nữa mình lên hỏi là vui xem là mấy cái strap này làm cái gì. Ok. Thằng nào để cái tim để nó lửng giữa trời ấy kìa. Ghét vậy. Ê, ok, leo lên đây rồi. Bên này đã bị ngập nước chứ, gắt thế.
Zalo. Ok hết nước rồi. Bên này cũng chẳng có gì cả. Khá là cứ ok, nhưng mà đào thêm mấy cái này về là móc rồi. Nhắn tin rồi. What? 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 Skeleton. Mình nên đi về rồi. Ok, thằng vui rồi. Thằng vui chết tiệt. Đâu rồi đây, tao hỏi mày đi. Để tao hỏi. Mình đang chờ sao mà làm gì? Ô, nó làm đồ này. Zenja, what the fuck? Dai Katana. Devastator, vãi trưởng. Doomerang, Drill. Dual Shot. Ok. Khá là cool. Nhưng mà nó craft ở cái gì anh không rõ. Nó craft cái Arcane Armor Fabricator, không hiểu là cái gì luôn. Cái này làm gì? Cái này chẳng làm gì cả. Fuck. Eye Sharp. Ok, Eye Sharp để làm bộ giáp băng này, trông khá là cool ngầu. Chắc là xây nhà đâu bây giờ nhỉ? Xây nhà đây hay xây nhà nào? Xây nhà luôn bên này đi, tiện đi qua đi lại. Đây lắm thứ kiểu có gái quá. Có hết đi gì không? Ok. Cái này cho lên này, cái này cho lên này. Này cho lên, cái này cho lên. Cho lên, cái này cho lên. Này cho lên. Hả? Này cho lên nữa. Xuống. Cái này được cứ tí cho lên. Kinh nhỉ, làm nhiều thứ kinh dị vãi chưởng. Confuse, what a confuse magic, what the fuck. Sát thương nhận vào giảm đi 2. Shadow Flame, what. Ok. Anvil, cây Anvil. Anvil. Ây, có một móc câu rồi. Móc câu rồi. Anh có 17 cục. Anvil. Anh đào mấy cái chỗ cô ba đấy đi trên đường, anh nhìn đi tận ba chỗ cô ba, anh đào ba chỗ cô ba về là đủ mà. Anh bảo em đào. Ui. Có cái giày xinh thật. Fuck, ghét nhất hồi trước chơi này mà không có giày luôn. Ok. Làm đi làm này, anh xây mấy cái nhà bắp như này thôi. Thực sự bây giờ thì vẫn phải đi mình lấy đồ, nhưng gần này đồ mình chưa anh sống được.
anh kiểu anh khá là ghét mấy cái set đồ đầu tiên nên là anh gần như không người làm, anh chỉ làm đồ sắt thì đi ui ở mấy nứt. Harmonica. Harmonica. Trông trông giống cảnh sát quá. Bắt phát sao lại có cái cục đất ở đây? Chứ thế này xem có gì không đi. Talon à, Talon là móng vuốt, ok. Talon đem về xem. Ôi rồi rồi rồi. Mấy con nồi này mạnh lắm. Thôi té 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 nhanh ở đây thì mấy con nồi không chơi đâu. Má đâu vậy? Té 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 no no đừng 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 đừng. Và rồi như tao mày tưởng giết tao á mơ đi nhá. Fuck, tại sao mày để thuốc ở nhà nhỉ? Để thuốc trong dương hay đó mà mày làm được rồi. What the fuck? What the fuck? Ok chết rồi. Đừng chết nó rồi. Angry Timber. Cái con này ức chế quá. Tao hỏi tí. Talon làm được cái gì? Talon làm được xe. Ok, không làm được cái vũ khí. Được mấy cái súng khá là củi bắp. Ê, có giày trước đây. Ê, phát. Cả mấy lương tâm cắn rứt khi mà bỏ bạn chạy mình, nhưng mà thôi kệ đi, chạy qua chỗ báo tuyết là tưởng chính sau. Fuck rơi phát 59 máu. Ok. À, hai cái mộ ở đây. Mẹ sao mày cứ ở đây? Châu vậy sao chơi? Châu vậy sao chơi? Oh my god. Má kia sức tử đuổi. Chắc là tại mạng rồi. Phát cái gì vậy? Lại là mày. Lại là mày. Lại là mày có lợn. Lại là mày. Cút ra. Đâu rồi? À. Ok, chắc là
Cô đi, cô đi, cô đi, cô đi. Có gì cả? Không có gì cả. Meat? What the fuck? Where are you now? Cẩn thận kìa, cái sa mạc ấy, sa mạc nó rất là bí. Anh đang chạy lên quanh bên này xem có thấy gì hoa hồng. Má dốc cao phê. Ôi thôi 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 té. Bên này lại sa mạc nữa. Fuck. Hai cái sa mạc hai bên nữa, sợ thật. Ui. Biter, what the fuck? Con này không phải zombie à? Ok, nó cho mình máu. Thôi thôi, có lẽ là anh nên quay về nhà.